Ý trời đã định, bốn quân giáp mua ngay kết sắt đựng tiền cực kỳ giàu có trong 3 ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cuộc sống giàu sang, 100 tỷ cầm tay, nhà lầu xe xị, con cái thành đạt, gia đình thì hạnh phúc, có được cái quyền cao chức trọng, lại không phải lo nghĩ về cái điều gì cả thì có lẽ là cái mong ước của tất cả mọi người chúng ta. Đó cũng là cái mong muốn chính đáng, đúng không ạ? À tất cả chúng ta bằng một cách nào đó thì đều đang nỗ lực hòa vào cái vòng quay của cuộc sống để giành lấy những cái điều mà mình hằng mong muốn. Từ những người sinh ra đã nằm trên cái đống tiền, tắm trong cái biển vàng đã giàu có thì lại muốn giàu có hơn, cho tới những cái người mà nghèo khó túng thiếu đang phải vật lộn với cuộc sống, giành giật lại từng đồng tiền để lo cái miếng cơm manh áo, tích góp từng đồng sống qua ngày đoạn tháng. Được bữa nào thì hay bữa đó. Có gia đình vì quá nghèo khổ lại phải gì gửi con đi xa để làm ăn, mong con cái sau này sẽ có được cái cuộc sống no đủ, không phải chạy vạy khổ cực như cha mẹ chúng nữa. Thế nhưng, thật bất ngờ, một ngày họ lại được thần Phật che chở độ mạng, được thần may mắn gọi tên và may mắn cũng gặp được ý trời, có được cái cơ hội đổi đời, phát tài chỉ trong chớp mắt. Giàu sang may mắn cũng kéo đến như thác lũ quét sạch nợ đần và xui xẻo từ trước đến nay. Đặc biệt, trong 3 ngày tới thì các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông cũng đã chỉ rõ có bốn con giáp số đỏ hơn son, sự nghiệp thì thăng tiến như vũ bão, kéo theo cơn mưa tiền bạc nó tràn về, mùi tiền thì sực nức, hút hết tiền của thiên hạ về túi, thổi bay nợ nần, nghèo đói trước đây. Đổi đời một cách ngoạn mục, để biết được bốn con giáp đó là những con giáp nào, mà cụ thể là những tuổi nào, họ có những cái vận may ra sao và làm thế nào để đón được cái ý trời nhanh nhất xin mời quý vị và các bạn cùng tử thông cùng tìm hiểu rõ những bí mật qua video ngày hôm nay à, thưa quý vị con giáp may mắn đầu tiên mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư tức là từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch nó đã rơi vào ngày 20 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 thì không ai khác đó chính là những người tuổi xíu à, quý vị thân mến À, xin chúc mừng những người tuổi sửu được là quan sát vượng vận quý nhân phát tài phát lộc may mắn hết phần thiên hạ trong 3 ngày tới nhưng chưa hết à, cũng là do các bạn biết rõ cái điểm mạnh của mình là gì để mà phát huy đúng lúc đúng chỗ từ đó mới được lãnh đạo đánh giá cao và có cơ hội lọt vào mắt xanh của quý nhân à, những người tuổi sửu rất chăm chỉ quyết tâm dồn thời gian của mình cho công việc nhưng mà mãi không thấy xong vì dường như mỗi lúc thì lại có một cái khó khăn nó ập đến à, có cảm giác bị khối lượng công việc nó 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 đè ép thế nhưng đó là cái dấu hiệu cho thấy cái việc làm ăn kinh doanh của các bạn cũng đang đi đúng đường đúng hướng nếu là những người mà làm công ăn lương ấy, thì lúc này các bạn cũng sẽ được công nhận về cái năng lực của của mình có cơ hội được thăng quan tiến chức khá là rõ ràng tuy nhiên nếu mà nhiều việc đến mức mà quá tải thì quý vị cũng nên xem xét lại ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày thôi À, khi mà cảm thấy quá sức thì cũng nên là nhờ người hỗ trợ nếu cần thì hãy nói cái điều bạn mong muốn và nên nói để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình à, trong cả sự nghiệp lẫn cái đời sống riêng tư bên cạnh đó cái cắt tinh nó cũng chiếu mệnh nó nâng đỡ nên trong thời gian này những người tuổi xỉu hợp tác làm ăn thì có lợi đó tuy nhiên à, với cái lĩnh vực mà các bạn không hiểu rõ thì cứ từ từ đấy À, chỉ nên đầu tư một cái khoản nhỏ và tăng dần theo cái thời gian à các quyết định vội vàng không hề tốt cho bất kỳ cái dự định nào cả thêm nữa lại được cắt tinh nó chiếu mệnh trong thời gian này vậy nên nó cũng báo hiệu những người tuổi xíu có thể sẽ gặt hái được những thành công nhất định trong những chuyến công tác trong những cái cuộc họ hội họp à, nói chung ấy trong thời gian này thì tuy vất vả nhưng mà ấy à, quý vị cũng sẽ đánh giá được đúng cái tình hình Vậy nên là cái việc đưa ra cái quyết định đầu tư nó cũng sẽ không hề khó khăn, thu cho quý vị những cái lợi nhuận nhất định. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây thì có thể thấy cái cơ hội phát tài phát lộc đang tới. Những người tuổi Sửu nhớ chuẩn bị cái tinh thần để đón nhận cái vận may. Các bạn cần phải sốc lại cái tinh thần làm việc vào cái thời gian này, nếu không muốn bỏ lỡ cái cơ hội vàng thăng tiến. Nếu có ý tưởng nào mà còn đang ấp ủ ấy thì quý vị nói chung là cũng đã đến lúc thực hiện rồi. đấy à, Tuy nhiên trong thời gian này thì vẫn có cái dấu hiệu để cho thấy là các khoản chi của các bạn nói chung ấy cũng hơi nhiều, bao gồm rất nhiều cái khoản nó phát sinh, những khoản ngoài dự kiến này cũng đã ngốn của các bạn khá khá tiền bạc. Thời gian này thì bản mệnh cũng bắt đầu có ý thức cao hơn trong cái việc đầu tư, trong việc tiết kiệm. À, bên cạnh cái việc tích lũy thì các bạn còn tìm hiểu thêm về những thông tin đầu tư các bạn muốn hiểu rõ về cái việc nên bỏ tiền vào đâu để sinh ra cái lợi nhuận và được an toàn hơn à, khi mà đã lấy được cái lòng tin của lãnh đạo thì các bạn cũng thường được phân công cho những cái nhiệm vụ quan trọng và để khẳng định cái vị thế của bản thân nếu công việc đạt hiệu quả tốt các bạn sẽ nhận được nhiều cái khoản thưởng nóng thậm chí là được cất nhắc tăng lương tăng thưởng với những người làm kinh doanh buôn bán nhân cái thời điểm các mối quan hệ xã giao nó đều khá thuận lợi như vậy, thì các bạn có thể tranh thủ ký kết được những cái hợp đồng với đối tác hoặc là mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh. À, nói chung ấy, trong thời gian này cũng hứa hẹn tiền về để túi, tình về để tim. Nếu mà phải tham gia vào thi cử trong thời gian này, thì các bạn hãy dành thời gian ôn luyện thật kỹ càng kiến thức, đó, cũng như là các kỹ năng và thể hiện những cái gì mà mình đã có, à, các bạn cũng sẽ đạt được những thành quả nhất định. Bên cạnh đó. Trong thời gian này thì vận trình nhân duyên của những người tuổi Sửu cũng khá là cắt lành may mắn. Vợ chồng thì đã biết cảm thông, thấu hiểu cho nhau. Các cặp đôi thì cũng đã gì nhân cái khoảng thời gian này gắn kết cái tình cảm của mình. Đấy. Vì vậy, quý vị cũng không có gì phải lo nghĩ. Trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tỵ. À, thưa quý vị, nói chung trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư, ba hai ngày ba ngày đầu tuần ấy, từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 uh, âm lịch. Thì sự nghiệp của những người tuổi Tỵ có cái cơ hội bước sang cái trang mới. Đấy. Nếu các bạn có thể nắm bắt được cái thời điểm thích hợp để mà khẳng định bản thân ấy thì khả năng được cất nhắc là rất là cao. Bên cạnh đó lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nữa. Nên là các mối quan hệ xã giao của những người tuổi Tỵ cũng khá là thuận lợi, giúp các bạn gặp gỡ được quý nhân, thậm chí là đối phương còn là những người mà các bạn đã từng quen biết trước đó. Những người này sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cơ hội công việc rất là triển vọng đấy. Nếu mà dám bắt tay và chịu bỏ công bỏ sức ra làm ấy, thì ắt sẽ gặt hái được rất nhiều cái thành công. Bên cạnh đó, trong thời gian này những người trẻ tuổi cũng dần dần tìm ra cái định hướng công việc, đấy, nhờ đó mà các bạn không còn phải cố gắng một cách là vô vọng, không mục đích nữa. À, cũng nhờ cái việc xác định rõ ràng được cái mục tiêu mà các bạn làm gì cũng thấy là hăng hái và tích cực hơn đồng thời cũng thấy rõ cái hiệu quả trong những cái việc mình làm. À những người tuổi tỵ giữ được cái đầu tỉnh táo, đấy nhanh nhẹn nên là cũng thường ra được, đưa ra được những quyết định chính xác, đấy, à, giúp cho tập thể giải quyết được nhiều cái khó khăn còn tồn tại trước đó. Trong thời gian này thì lãnh đạo cũng chính là cái quý nhân của các bạn, quý nhân có thể giao cho các bạn những cái nhiệm vụ trọng đại hoặc là cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn vì thế dù vất vả thì cũng hãy gì không ngừng nỗ lực không ngừng cố gắng rồi công sức của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng à, những người tuổi tỵ cũng không cần phải quá lo lắng nhiều về cái tình hình tài chính trong cái thời gian này nhiều cơ hội nó xuất hiện trước mắt các bạn chỉ cần nhanh chóng nắm bắt và cố gắng đến cùng thì ắt sẽ thu được tiền về đề túi bên cạnh đó quý nhân cũng sẽ xuất hiện đấy những người tuổi tuổi tỵ sẽ không gặp phải những sự cạnh tranh nào quá gai gắt thậm chí là dù có đối thủ thì họ cũng sẽ là những người mà thúc đẩy bạn phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa. thêm vào đó nhờ mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp mà các bạn có thể dễ dàng được giới thiệu cho những cái cơ hội kinh doanh hoặc là định hướng chính xác khiến cho các bạn không cần phải tốn quá nhiều công sức mà vẫn có thể kiếm về cái nguồn lợi nhuận cực kỳ ổn định. À, với những người buôn bán nhỏ thì các bạn sẽ gây ấn tượng tốt với khách hàng nhờ giữ được cái chữ tín cũng như là gì cái khả năng giao tiếp khéo léo của mình. Ai mà từng mua hàng của các bạn thì cũng đều cảm thấy là hài lòng và sẵn sàng quay lại vào những lần tiếp theo. À những người làm công ăn lương trong thời gian này nói chung ấy thì cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Các bạn cũng khẳng định được cái giá trị của bản thân trong tập thể nên là cũng được cấp trên đánh giá cao, khả năng thăng chức tăng lương trong cái thời gian này cũng sẽ được thăng tiến. Vì thế mà cái túi tiền của những người tuổi tỵ cũng khá là rúng dính Trong thời gian này thì những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư, những người làm kinh tế cũng khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường nên là khách hàng nó đổ đến ngày một đông đúc hơn. À, mỗi một số lượng khách hàng thân thiết thì còn có thể giới thiệu thêm cho các bạn những cái đối tác, những cái mối làm ăn mới giúp cho tiền đổ về túi ngày một nhiều hơn. Nếu mà có ý định khởi nghiệp hoặc là làm thêm các công việc tay trái thì các bạn cũng có thể bắt tay vào tiến hành ngay trong cái thời điểm này à, những người đi trước dọc kinh nghiệm sẽ sẵn sàng đưa ra cho các bạn những cái lời khuyên cực kỳ hữu ích vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và bảo vệ cái tài sản mình đang có thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là chú những chú khỉ những người tuổi thân à, quý vị thân mến có thể thấy rằng những người tuổi thân trong 3 ngày tới thì đang có những cái bước tiến triển vô cùng là nhanh chóng trong cái vận trình sự nghiệp của mình thì đây là cái cơ hội là cái thời điểm mà có nhiều cái cơ hội nếu mà quý vị nhanh chóng nắm bắt thì không sợ không gặt hái được cái thành công, khẳng định được cái tài năng và cái vị thế của mình trên thị trường. Bên cạnh đó, cái cát tinh nó chiếu mệnh nó cũng mang đến cái vận quý nhân, nó vượng cho bản mệnh. À, đó có thể là những người đã lâu mà không liên lạc hoặc là bạn bè hoặc là người thân của của chính các bạn. À, cái cơ hội đã trao vào trong tay các bạn không nên băn khoăn quá nhiều mà hãy tin tưởng vào cái bản thân mình. Các bạn là những người mà có tài chỉ cần cố gắng thì chẳng có việc nào là không thành công cả. À, thì ngoài ra nhờ vào cái mối quan hệ với đồng nghiệp với bạn bè mà các bạn cũng không hề ngần ngại khi mà đứng trước những khó khăn những thử thách bởi các bạn biết rằng xung quanh mình không bao giờ thiếu những người sẵn sàng giúp đỡ nhờ cái điểm này nhờ có cái tinh thần đoàn kết mà mọi công việc của các bạn đều được giải quyết một cách nhanh gọn và dễ dàng hơn bên cạnh đó những người tuổi thân cũng là những người thông minh nhanh nhẹn à, nên là có thể nhanh chóng hiểu được cái nội dung công việc hiểu được cái ý của lãnh đạo dễ dàng thu hút được cái sự chú ý của quý nhân nhiều khả năng các bạn cũng sẽ được giao cho những cái nhiệm vụ quan trọng hoặc là trở thành những người dẫn dắt cả tập thể đi lên bên cạnh đó cái công việc trọng đại nhưng mà cũng không kém cái phần nặng nề vì vậy các bạn nên sắp xếp các kế hoạch công việc một cách khoa học tránh làm việc quá sức đồng thời nếu mà cần thiết thì hãy san sẻ cái gánh nặng với mọi người biết đâu trong quá trình đó thì các bạn cũng sẽ gặp được những người đồng chí hướng với những người làm kinh tế thì bản mệnh nên nhanh nhẹ, dễ nắm bắt theo cái xu hướng đấy của thị trường, thậm chí là đi tắt đón đầu. Dù vất vả nhưng mà tiền đổ về túi cũng sẽ nhanh chóng hơn. Nếu mà tham gia vào các hoạt động xã giao thì những con giáp này cũng khá là vượng vận quý nhân. À, có thể là quen biết thêm được với những cái đối tác quan trọng đấy và được giới thiệu cho một vài cái mối làm ăn đáng để quý vị gì thử sức. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 thì không ai khác đó chính là những người tuổi dậu, những chú gà. À, thưa quý vị, À, trong 3 ngày tới, quý nhân sẽ xuất hiện trong cái lá số tử vi của những người tuổi dậu và họ sẽ có nhiều cái cơ hội phát triển. Đấy. Vì vậy, các bạn hãy nắm bắt và cố gắng không ngừng thì sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ. Ở à, trong 3 ngày tới đây thì vận trình của những người tuổi dậu có những cái chuyển biến tích cực nhất là ở phương diện công việc, sự nghiệp của mình. Cái các khí lan tràn, bản mệnh làm gì cũng thấy được cái hanh thông và được thành công hơn hẳn nhờ có sự che chở của cái nguyệt lệnh và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên cái vận khí nó cũng sẽ được hanh thông mưu sự thì có cảm giác là khá dễ dàng không cần phải hao tâm khổ tứ mà vẫn đạt được cái kết quả ngoài cái sự mong đợi à, dù mọi thứ nó không phải là trơn tru từ đầu đến cuối à, có những cái áp lực và những cái khó khăn là cái điều không tránh khỏi nhưng nhìn chung ấy, thì những người tuổi dậu vẫn có thể là xử lý đâu vào đó tự thân tháo gỡ mọi vấn đề qua đó thì lại thêm phần khẳng định được cái năng lực của bản thân nên ở cấp trên đánh giá cao ở cái thời điểm này thì những người tuổi dậu ấy cũng sẽ cảm nhận khá rõ về cái khối lượng công việc nó đang tăng dần lên à, thách thức là không hề nhỏ đòi hỏi những người tuổi dậu cũng phải gì luôn chuẩn bị cái tinh thần để đối mặt với mọi cái tình huống khó khăn có thể xảy đến nhưng đây đồng thời cũng sẽ là cái cơ hội để các bạn chứng tỏ cái vai trò của mình trong tập thể thì ngoài ra các bạn cũng có thể thể hiện được cái tài năng lãnh đạo chỉ huy của mình truyền được cái động lực cho mọi người để cùng cố gắng vượt qua những khó khăn, rút tập thể đạt được những cái bước tiến triển mới. nhờ vậy mà các bạn có thêm nhiều cái người tin tưởng và đi theo mình hơn. Với những người làm kinh tế, những người buôn bán làm ăn kinh doanh ấy, thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái khoản lời lãi đầu tiên trong quá trình đầu tư. Đấy. À, các bạn hãy tiếp tục cố gắng lắng nghe lời khuyên của những người đi trước. Tương lai các bạn sẽ nhận được những cái khoản hậu hĩnh hơn, à, những người làm nghề tay trái hoặc là gì sắp xếp làm thêm ấy, thì cũng dần dần có chỗ đứng trên thị trường nên là có nhiều cái đối tác chủ động tìm đến ký kết hợp đồng với các bạn. À, Xét về con đường tài lộc của những người tuổi Dậu trong thời gian này ấy, thì bản mệnh sẽ chịu tác động mạnh mẽ của quý nhân, vậy nên là gì? cái tài vận có khá nhiều cái biến động, rất may là nó đi theo cái chiều hướng là tích cực, à, lại thêm được tài tinh nó chiếu mệnh nữa vậy nên những người làm kinh doanh buôn bán ấy, sẽ cảm nhận rõ ràng nhiều cái cơ hội làm giàu đến với mình hơn sẵn cái tính tháo vát và cái sự nhạy bén vốn quá của mình cộng thêm được quý nhân nó dìu dắt nên là cái cơ hội tích chữ tiền bạc ở cái thời điểm này cũng không phải là nhỏ nhất là đối với những ai mà chăm chỉ tìm kiếm cái cơ hội thì lúc này đã bắt đầu được hưởng lợi à, không những thế à, có người còn may mắn được hỗ trợ Đấy, những người có kinh nghiệm thì truyền lại cho quý vị cái bí kíp để kiếm tiền à, Trong thời gian này cái việc đầu tư thì nó cũng dễ sinh lời cao à, Quý vị có thể thử sức để tăng thêm cái thu nhập của mình Có thể sẽ có đôi lúc nó có chút trúc chắc khó khăn Nhưng à, tổng quan quá trình ấy, thì quý vị cũng sẽ đạt được những lợi nhuận nhất định Thu tiền về đề túi, tình về đề tim Đây là một cái thời gian đáng để cho quý vị mong chờ nhất vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những xung sát tị phi ấy, thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu để trợ mệnh hộ thân. vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu nhé. đó là con giáp may mắn thứ tư. À, thưa quý vị, như vậy là trong 3 ngày đầu tuần, trong 3 ngày thứ hai thứ ba thứ tư từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 lịch chúng ta sẽ có bốn con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó là những tuổi sau. Một là những người tuổi tuổi xíu, hai tuổi tị, ba tuổi thân, bốn tuổi dậu. Đây là bốn con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới. À rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn